Thôi thì mình ít máu hơn, ít máu hơn, ít máu hơn, ít máu hơn. Đấy, rồi mình có cầm cái cung cà ma đấy vẫn hồi máu như thiên niên. Đấy chị lại có cái hồi máu đấy chứ. À tên 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 tên. Wow. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay quay. Hello chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với cái kênh của mình nha. Và hôm nay thì mình có một cái kẹo cực kỳ căng. À, mình có một cái kẹo lột đồ anh em ạ. Và đây là cái kẹo solo Alice. Đấy, ngọc thì mình có lên cái ngọc AD. Đấy, còn cái trang bị thì mình lên cái trang bị mình lên sẵn thôi nha. Ok, chiến nào. Ôi, bên kia tên là gửi khách đồ. Gửi khách đồ. Ghê căng anh em ạ. Không có cả cái trang phục Alice. Chứ sợ thật tiện ạ. Cũng đã thấy gắt rồi. Mình tin là trận này mình sẽ thắng. Đồ bị một đồ thì cuộc đời mình coi như xong. Ok, chiến nào, vô nào. Đầu tiên thì mình sẽ lên cái gương chính xác nha. Đấy, bây giờ thanh niên kia chạy đâu. Hello, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Yo, oh oh. Bạn đi chạy vào trong bụi mình sẽ đánh mình. Đánh lén này. Và bây giờ mình sẽ farm lính thôi nhá. Lính là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không, không quan trọng. Đấy, mình lên level 2 rồi. Thôi bạn ý 1 level rồi. Level đánh lại tính nhau. Nhau, nhau. Nhau. Oh, ok, ok, ok. Yeah, oh, chạy rồi ạ. Trời ơi, tưởng thế nào. À, và cái kèo này thì không ăn máu nha. Ăn máu thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái kèo solo kinh điển này. Dưới nhạc, dưới nhạc. Ôi, xịt rồi. Xịt rồi. À, sao bạn ý nhiều máu hơn mình nhỉ? Thôi, chết rồi, 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 chết rồi. Thôi, chứ còn bị choáng đấy chứ. Có chịu ghê. Thôi 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 em rút về bảo toàn lực lượng thôi. Nhưng mà mấy con lính này thì rất là ngon nên mình cũng sẽ phải ở lại để farm lính thôi. Đấy, nếu mà để bạn ý farm hết lính của mình thì có khi mình sẽ ít tiền hơn. Đấy, đây có chiêu cuối này mình sẽ thả cái chiêu cuối này. Đấy, thả chiêu cuối để mà có mấy con lính này thôi. Đấy, đấy. Bạn kia đang tính kiểu một ăn thuật rồi lát lát anh em ơi. Lát à. Trời ơi thôi lát. À vì lát. Bởi vì lát. Mình đang đúc rút ra một cái kinh nghiệm. Đó là trong một cái kèo solo kinh điển quyết định như thế này thì mọi người hãy kiểm tra cái đường mạng của mình nha. Mình cũng đang tính là đổi cái đường mạng của mình chứ không thể để mà để như thế này. Bao nhiêu kèo, mấy kèo như thế này thì thôi có thằng mình chết. Đấy, mình kia chạy ra rồi. Chạy xe rồi, mình chán chuẩn đấy. Chuẩn đấy. Nào, nào. Đánh nhau nào. Nào. Ôi, thôi 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 thôi. Ôi, á á á á á á á. À, nào, 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 hồi máu à. Hồi máu này cũng chết nha. Ok, may quá. May là cái pha này mình cân được. Nếu mà để bạn ý ăn được cái pha này thì có khi là mình sẽ thua bởi vì ít tiền hơn lắm. Thế giết được mình thì cũng có rất là nhiều tiền. Từ từ hồi máu xong mình sẽ ra chiến tiếp nha anh em. Ở trận này thì mình sẽ cầm giống hết nha. Thế nữa thì đánh nhau, để đánh nhau cho kinh. Kinh, 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 nào, 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 nào. Lại xịt rồi anh em. Lại để nó né được cái chiêu cuối. Chiêu cuối nè, nè, nào. Thôi, từ từ, từ từ, từ từ, thôi, thôi, thôi. Đấy, chí mạng của mình cũng nhiều phết nha. Tuy nhiên mình như cũng đang cầm cái bạn học chí mạng ấy. Và như cũng rất là đau. Kèo cực căng. Bên kia 38.000, bên mình cũng có 38.000. Đấy lại cân nhỉ.
gì chứ mình không muốn thua trận này đâu anh em ạ. Nào, a à, chuẩn này. Nào chạy đi, nào đánh nhau. Nào chạy đi nào bạn ơi, chạy hộ cái. Ôi, chạy thật đấy em ạ. Nói đùa thế là cũng chạy thật. Đấy, nếu mà bạn Chí chạy về thì mình sẽ phá trụ đấy nha. Nha, ôi trời. Sao nhanh thế? Đây mình có một tí máu, ít hơn bạn ấy một tí máu. Nhưng mà một tí máu thì cũng làm nên chuyện anh em. Máu thì mình không ăn rồi. Đấy, ôi, đau đấy nhở? Đau thế. Chưa thắng được rồi em. Bạn kia chưa thắng được đâu. Mình còn 6 giây nữa mình sẽ ra. Đây, ra rồi đây. Em ra rồi đây. Tiếp theo mình sẽ lên cái cung 83 nha. Cung 83 thì sẽ hồi máu cực kinh, cực phê. Hồi máu như siêu nhân. Cái kia nhiều tiền hơn mình rồi. Lại căng rồi. 9.000 tiền. Mình có 53.000. À, thôi. Thôi em chạy về nha. Thì tôi gọi là chạy về để bảo toàn lực lượng nha. Cái này thì mình bị choáng các kiểu. Bên kia thì mất chiêu cuối rồi. Từ từ mình về ăn máu ấy, xong rồi mình sẽ ra chiến tiếp nha. Đấy, ok, em ra đây. Em đến đây. Thế nào? Nào, thích gì? Mùi nào thích nhở? Nó phết đấy. Em, thích này này, chạy vào trụ hộ báo ấy. Hộ báo này, không biết này. Hộ báo, trời ơi. Chưa gì đã muốn ăn tươi nuốt sống mình rồi, trời ơi. Không dễ đâu nha anh em. Mình sẽ tranh thủ phá luôn cái trụ kia nha. Thì chưa phải để cái kèo này nó cân một tí. Bạn kia phá trụ của mình thì mình cũng phá lại. Đấy, có đi có lại mới tọa làm nhau đúng không? Đấy, lại cân. Mời bạn này đã ra rồi này. Thôi từ từ mình ít máu hơn này. Nhưng mà mình có cầm cái cung tà ma đấy vẫn hồi máu như điên. Đấy trời ơi, lại có cái hồi máu đấy chứ. À thôi, em sai. Ơ kìa. À, may là mình có tí máu nhưng mình có cái cung tà ma vẫn hồi máu nhiều. Mình có khi sức mặt phải đấy rồi. À, có khi thắng luôn trận đấu này em ạ. Cái gì chưa cái kèo cứng căng thế này thì không thể để lâu được. Mấy bạn kia còn 4 giây, 3 giây, 3 giây mới ra cơ. Đây thôi, con lính này nó lại cản trở cái kèo này của mình này. Mình còn không cầm cái ăn lính để trụ đấy chứ. À thế này còn mất chiêu cuối đấy. Ây chà, ây dô. Nào đánh nhau nào, đánh nhau. Ok, thắng rồi anh em ạ, thắng. Thì chứ mình không thể mà thua nha. Con lính này tí máu và nó không cho mình thắng này nha. Ôi, để lâu tí nữa thì khi mình thua mất. Để lâu thì bạn ý nhiều cô, nhiều đồ, nhiều tiền. Nó lại trở thành một cái kèo cực cân. Ở bạn này ra rồi này. Ra rồi này. Cầm Thôi, chết rồi. Chẳng có đĩa. Có lẽ nào. Bây giờ tỷ số đang là 4-3. Bên kia cũng có rất là nhiều tiền. Ôi, lên kiếm à. Kiếm một vòng cũng kinh đấy. Bạn này chơi cũng người ghê đấy anh em ạ. Ok. Pha này pha quyết định này em. Pha này nếu mà ai ăn thì sẽ thắng nha. Nha. À, từ từ, ôi đau thế. Thôi từ. Mình hồi tí máu đã. Để xem nào, bên kia hình như là sắp hết. Hết chiêu cuối rồi sao nhỉ? Đấy, mình đã lên được cái nanh này. Chiến thôi anh em, chiến nào,
Nào, nào, just nào, do it. Nào. Hai bên nhau xin choáng nhau luôn. Đấy, đấy, nào. Nào, 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 nào. À, thắng rồi em. Bây giờ pha này thì không thắng không được. Đấy, bây giờ mình cũng còn lính. Ăn mấy con lính này thì có thể phá trụ rồi. À, cuối cùng thì cũng có một cái kèo cực căng rồi, mình thắng đấy chứ. Ôi, mấy cái con lính này. Đấy, ăn ăn ăn. Ăn nhanh không à, team bạn ra, team bạn còn 2 giây nữa. Có ra kịp không? Thôi chắc là bạn định buông xuôi rồi anh em ạ. Nào nào. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Và hẹn gặp mọi người vào cái video tiếp theo nha. Hẹn gặp mọi người vào cái một cái kèo cực căng tiếp theo. Ok, bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Mọi người hãy ấn like, subscribe, nhấn vào chuông đăng ký để nhận được thông báo video tiếp theo nhé. Bye bye.